Rồi bạn, thì trước khi mình chia sẻ về clip ngày hôm nay thì mình cũng nói trước ha, thì hiện tại là Sài Gòn đang trong mùa dịch cho nên là các bạn ra đường thì nên đeo khẩu trang, và thứ hai là không nên tụ tập đông người để mà đảm bảo sức khỏe cho mình và cho cộng đồng. Rồi, thì trong clip này mình sẽ muốn nói về một cái địa điểm mà những bạn nào mà thích những dòng xe ADV hoặc là những dòng xe touring mà đang muốn kiếm những đồ phụ tùng, đồ chơi để mà độ cho chiếc xe của mình thì đây ha. Thì cái địa điểm này nó tên là Kristen đó, cũng như là bên trong sẽ có một cái shop tên là ADV Gear. Bạn sẽ vào đó và sẽ có rất là nhiều những cái đồ chơi hoặc là phụ tùng bạn mua để mình trang bị cho mình. Thì cái cà phê này nó sẽ có địa chỉ là B2A Vũ Long, phường Vũ Long, quận 10. Thì bây giờ mình sẽ vào trong xem thử coi là shop như thế nào ha. Đó bạn, thì trong đây thì được decor theo dạng là như là classic các bạn. Còn đây thì một số những cái mẫu xe Kristen nè đó, và những cái phụ tùng dành cho xe. Nhưng mà trong clip này thì mình sẽ muốn nói nhiều hơn đó là những cái phụ kiện dành cho xe ADV và cho xe touring. Đây thì đây là cái không gian của cái gian hàng tên là ADV Gear, thì website mình sẽ để bên dưới phần mô tả để cho bạn xem. Thì ở đây mình thấy các bạn đó là đúng bản chất luôn ha, thì trong đây là sẽ chuyên vào những cái phụ kiện dành cho những dòng xe ADV và touring, từ nón bảo hiểm nè, giáp nè, giày hay là những cái phụ kiện gắn trên xe hay là gắn trên nón bảo hiểm, mọi thứ đều có hết. Thì bạn đến đây nếu mà có những cái mẫu mà bạn cảm thấy không có thì bạn vẫn có thể liên hệ với anh chủ sẽ order cho các bạn luôn đó. Thì bây giờ mình nói sơ ha, thì trên đây mình thấy rõ ràng là sẽ có một số những cái mũ nón, nhưng mà phần lớn những mũ này là sẽ đáp ứng cho những dòng xe ADV và touring là chính, và nó cũng sẽ phần lớn đều là full face. Bởi vì là bạn biết đó là khi mình đi đường xa hoặc đi thời gian là đô nặng thì những cái nón full face nó sẽ đảm bảo an toàn cao hơn so với là những món nón 3/4. Thì 3/4 thì giúp mình đi phố rồi ha, đó cho nên là đó là điểm mình cần phải lưu ý. Thứ hai nữa là những cái mẫu nón full face thì nó sẽ thiết kế để bạn có thể gắn thêm những cái phụ kiện như là bộ đàm và những món đồ chơi khác, nó sẽ tiện hơn đó. Ở đây sẽ có rất nhiều mẫu, và shop ở đây thì họ sẽ thường là bán những dòng nón đến từ những cái thương hiệu thuộc dạng là cao cấp hàng đầu, cho nên là bạn yên tâm ha. Như là chúng ta có Super nè, chúng ta có Sui nè, và còn nhiều thứ lắm, có AGV nè, và những cái thương hiệu Arai, còn những thương hiệu không lạ lắm mình chưa biết, bây giờ là mình sẽ thử hỏi anh chủ sớm như thế nào ha. Tại ha, rất là nhiều đó. Rồi còn bên dưới này thì nó sẽ là những cái sản phẩm và chuyên về giáp bảo hộ, chúng ta có thể mua áo không hoặc là mua một set cả áo và quần luôn cũng được nữa. Rất là nhiều dòng, chúng ta có áo chính hãng của BMW nè ha, chúng ta có Klim nè, chúng ta có Revit nè đó. Rồi rất là nhiều, và mình thấy là phần lớn là shop ở đây thì họ sẽ bán những cái bộ giáp mà nó bằng chất liệu vả nhiều hơn so với là chất liệu bằng da. Thì lý do như thế nào thì mình cũng sẽ chia sẻ sau. Rồi chúng ta có giày ha, giày bảo hộ nè đó. Rồi thì qua tới bên đây thì ở đây sẽ là những cái món phụ kiện khác, như là nó sẽ có găng tay. Găng tay cũng là một cái món mà mình nghĩ là bạn không thể thiếu nha, khi mình đi xa là mà đi xe, bởi vì găng tay nó sẽ giúp bạn gọi là tránh va chạm, hay như bạn chạy xe tốc độ cao thì đá nó văng hoặc là bạn đi trời lạnh thì cũng sẽ giúp cái tay bạn ấm hơn. Giày hoặc là chúng ta có kính nè, bảo vệ tay lái nè, rất là nhiều thứ ha. Bộ đàm nữa, đây ở đây là chơi cạc đô nha, chứ không có chơi hãng tào lao đâu đó. Thì đó là những cái cơ bản về cái không gian của cái shop ADV Gear này. Rồi thì chi tiết hơn thì mình có nhờ một anh đẹp trai chủ ADV Gear ha, trong đây nha. Rồi ở đây là bạn Bằng Vũ, thì Bằng Vũ là sẽ cùng mình trong clip này chia sẻ một số những cái điểm là vì sao là chúng ta nên trang bị những cái phụ tùng cho những dòng xe ADV hoặc là touring để mà đi an toàn hơn. Rồi đây như là ở đây mình thấy là đây là xe Vũ đúng không? Đúng rồi. Thì ở đây mình thấy là trong tay là Vũ là cũng có trang bị gần như là khá là nhiều đồ chơi trong tay, thì Vũ có thể chia sẻ cho mình thêm một số những cái phụ tùng mà Vũ trang bị không? Ví dụ như là cái xe mà đây là BM nè, cái con này là con dòng Adventure thì mình sẽ trang bị những cái đồ mà để đi tour thôi, ít khi mà vô đồ kiện lắm. Thì những cái đồ đi tour là những cái đồ bảo vệ và những cái đồ mình để đồ hoặc là mình để chiếu sáng thôi. Ví dụ như là khung chống đổ nè. Rồi đó, khung chống đổ này, con xe Adventure nào cũng phải có cái khung chống đổ. Rồi. Thường là người ta sẽ gắn là trên và dưới luôn. Đó, khung chống đổ thì bên mình có phân phối như là Lobu nè, Touratech nè. Rồi đó là hai cái chủ đạo của bên mình. Đó, và nó có nói chung là chất lượng và mức giá nó cũng rất là tốt luôn. Đó. Và những dòng xe ADV mà nói chung á, là cái phần khung này gần như là một cái trang bị là không thể thiếu đúng không? Đúng rồi. Rồi vậy là còn những món nào mà theo Vũ á, là nên
có cho những dòng xe EDV như thế này. Rồi, đó là khung, tiếp theo là đèn. Đèn trợ sáng. À. Thứ nhất là để mình đi vào những mình là những cái dòng này là để đi khám phá mà. Ừ. Có thể là đi vào những nơi là không có điện, không có đèn đường, ừ, hoặc là trời tối quá thì mình phải dùng nó để chiếu sáng cho mình chạy mà. Nó nói chung là cái những cái đèn này nó rất là ăn đường và chiếu rất là xa. Có thể là clear water hoặc là tool. Đó, nhưng mà lựa chọn mà chất lượng tốt. Ánh sáng chiếu ban đêm nó ăn đường thì clear water. Đó, giá cũng cao. Rồi cái lựa chọn thấp hơn thì có thể là xài tool. Đó, ví dụ đây là đèn trợ sáng nè. Rồi ví dụ mình mở lên cho anh em coi cái nè ha. Giờ mở lên cho anh em coi cái đi. Đó. Đây là đèn clear water. Đèn clear water này á mình điều chỉnh được ánh sáng là cao thấp luôn. Nó tích hợp vô con xe này luôn. Ví dụ nè, điều chỉnh ha. Rồi. Đây, giờ để mình điều chỉnh tắt mở trên cái cùm luôn ha. Rồi. Rồi, nè. Đó, mình điều chỉnh trên cùm này luôn. Wow. Nè. Rồi, tăng lên nè, thấy không? À. Maximum luôn. À. Rồi giảm xuống thấp nhất thì mình có nhìn vô này nó cũng không bị trâu ấy nữa nè. Thấy không? Cái clear water. À. Ở dưới là cái tool. Đó. À, đèn tool. Ở dưới là đèn tool. À, trên đây các bạn ha. Ở đây là đèn tool nè đó, đèn tool nằm đây. Đèn tool này cũng điều chỉnh được độ sáng tối luôn, cao thấp luôn. Rồi, đó. Rồi, okay. Mình thì mình gắn hai đèn. À. Một đèn trắng á là để cho nó sáng, còn đèn vàng để phá sương mù. À. Với nó cũng phòng bị lỡ cặp này hư còn cặp khác. Rồi, okay ha. Rồi, như vậy mình đã có được là hai món ăn, đó là một cái khung chống đổ rất là an toàn cho xe và cái là một cái gọi là thần đèn hạn. Nhưng từ thần đèn á đi ban đêm là phải có cái này ha. Đúng nhưng rồi. Mà mình nghĩ là cái này là chỉ xài cho những tình huống thật sự cần thôi. Đúng rồi. Chứ nhiều người mình thấy là họ hơi bị lạm dụng cái này nè. Không nên lạm dụng. Đúng rồi. Cho nên nếu mà đi ngược chiều thì người ta sẽ bị chói mắt. Đúng rồi. Có nghĩa là mình bật mà thấy xe từ xa đi ngược chiều thì mình có thể giảm độ sáng hoặc là tắt nó đi. Đúng. Đó. Rồi, ok. Rồi. Cái đèn dưới này nữa nè. Đó. À có rồi bạn ha, có thêm cái đèn nữa nè. À có thêm cái đèn đây nữa nè. Ồ. Anh em sẽ thấy. Đó. À đây là đèn khẩn cấp đúng không? Đèn cảnh báo, giống như là đèn này á để giống như đi đêm. À, cho xe ngược chiều thấy. À. Đó. Ồ. Thay cái đèn hazard của thằng xe Jin. Rồi. Đó, đèn này thì nó giúp cái người ta chú ý dễ hơn. À. Đó. Ok. Đó thì thực ra là cái xe mình á là mình như là cái con xe này đi ha thì nó có rất là nhiều chỗ để mình gắn đồ chơi các bạn. Nhưng mà gắn như thế nào là hợp lý là tùy theo cái con mắt của người sở hữu xe. Hoặc là bạn nào mà đã có mua xe, mới mua xe nhưng mà chưa biết gắn như thế nào hợp lý thì bạn cứ ở đây ha. Thì ở đây sẽ có tư vấn và gắn cho các bạn sẽ dễ hơn. Hoặc là như mình thấy là mình có thể chỉnh được đèn nè, nhưng mà mình không biết là chỉnh như thế nào đúng không? Thì mình theo ở đây mình sẽ được Phan Vũ tư vấn và hướng dẫn cho cái xài. Rồi. Rồi cái mà mình ưng ý trên cái xe Adventure mà mình hay gắn á, đó là ba cái thùng. Ba thùng đấy ha bạn ha, đây là ba cái thùng nè đó. Tại vì á mình á là đi xa, đi nhiều ngày mà không muốn cột túi đồ nó rườm rà lắm. Với mình muốn đồ đạc cho nó sạch sẽ thì tất cả mình bỏ vô thùng hết. Quần áo, giày, dép nè ha. Rồi nói chung là trang bị cá nhân, rồi đồ nghề, loa bọng đồ luôn. Rồi cà phê gì là mình bỏ vô đây hết. Mình có thể làm một cái chuyến đi. Nếu mà ba thùng này đi bèo bèo chắc cũng cả tháng cũng được đó. Nhưng mà anh thấy là thùng thì nó cũng có nhiều loại, nhiều kiểu đúng không? Thì đúng rồi, Vũ chọn cái mẫu thùng này là của ai ta? Bây giờ thì bên em đang phân phối cái thùng Lobu. Lobu đúng đó. Lobu là hãng nào ta? Lobu là một cái thương hiệu mà nó cũng nổi tiếng của Trung Quốc. À. Nhưng mà cái chất lượng nó là nó có thể sánh ngang với những cái hãng thương hiệu xưa giờ như là Touratech. À. Đó, SW. Ok. Thùng nó rất là chắc chắn luôn. Ừ. Mình cũng đi off-road có đổ, có ngã nhưng mà vẫn không bị móp luôn. Nhưng mà cái thùng này là Vũ là mua là bao nhiêu lít ta? Cái thùng giữa này là 45 lít nè. À. Thùng bên đó là 38 lít. À. Thùng bên này cũng 45 lít luôn. Tức là mình sẽ lựa đúng cái thùng để mà nó phù hợp với cái xe. Đúng, để đúng, mà đúng. Nó phải đảm bảo là cái sự cân bằng cho cái xe này chứ đúng không? À. Cái thùng này là nó dành cho dòng xe này. À. Còn CB500X thì lại cái thùng khác nữa. À, rồi. Đó. Mình thấy là cái thùng này á là nó thứ nhất là những hầm hố nè, này khỏi bàn ha. Thứ hai là mình khi mình có chống va chạm á thì cũng rất là ok. Và mình thấy là một cái thùng này rất là hay á là riêng cái thùng sau này thấy là nó sẽ có một cái phần đệm nè. Cái phần đệm này nó sẽ giúp cho cái người ngồi sau á họ thằng nghỉ ngơi, họ tựa vào nó không bị đau lưng.
đó cái điểm rất là hay trên cái thùng này. Có nghĩa là khi gắn thùng sau á, chở người ngồi sau, người ta cũng thấy thoải mái và không bị sợ có cái điểm tựa cái lưng. Đó. Mà anh thấy thường đó là những mẫu xe ADV á mà không gắn thùng các bạn, khi mình nhìn bên hông hay nhìn phía sau nhìn nó hơi bị thon á, cho nên là thiếu các bạn. Mình thì vẫn khuyên là gắn thùng thì nhìn xe nó sẽ cân và nhìn nó bề thế thì nó sẽ ngầu hơn rất là nhiều ha. Đúng rồi. Đó. Với khi mình cũng giống như em á, em không có đi off-road nặng. Off-road nặng thì tháo hết thùng ra. Còn đa số mà đi những cái tour mà 7 tới 10 ngày á là mình đa số là chạy những cái cung địa hình nó hỗn hợp thôi. Mà off-road có nhưng mà off-road nhẹ thôi. Đó, off-road vừa nhẹ thôi. Okay. Đó, đủ để mình đi, đủ mình xoay sở rồi. Okay. Đó. Chủ yếu là mình on-road rồi đi khám phá mà. Đó. Rồi à, anh có muốn tìm hiểu cho ok, mở luôn. Trời ơi, bình clip này là mình cho bạn xem tận cảnh hết mọi thứ. Đây, cái thùng nè, phía trong là nó trang bị là lót đồ sẵn hết rồi nè. Đó, rồi mấy cái túi, mấy cái ngăn để đựng là thùng này nó full, nó có cả đèn nữa nè. Đó, có đèn. Đèn này thì bữa giờ đi tour về không sạc cho nên nó hết rồi. Rồi okay. Đó. Tức là có sẵn đúng không? Full, cái thùng là full nắp sẵn. Rồi ok. Có túi, có lưới đồ sẵn hết rồi, có lót, có đèn sẵn luôn. Rồi ok. Và cái thùng này là bao làm phao bơi luôn. Phao bơi. Dùng xuống nước mà làm phao vẫn được, không vô nước luôn. Rồi, đó. Ok, hiểu. Với anh biết không, có cái hay lắm. Cái thùng này nè, khi mình đi tới chỗ nào trống á, đó mình dỡ nó xuống, hai thùng hông mình làm ghế ngồi, thùng tốp mình làm cái bàn, okay, ăn okay. Bánh uống trà uống cà phê hết sảy luôn. Đúng nghĩa là dân ADV bằng ngay, dân giả luôn, là có nào cũng chơi được chơi hết. Nó dữ dội không? Mình đó. Có ba cái thùng là đem theo đồ nè, loa, máy pha cà phê, cầm tay, cà phê, đủ thứ hết. Đó không? Đó là cái điểm lợi hại của những dòng xe ADV hoặc những dòng xe touring các bạn, khi đúng mà rồi. Mình trang bị gắn đồ đầy đủ á. Thì là bạn đi tới đâu cũng được, chân nó rất là khỏe ha, mọi thứ đều nằm gọn trong ba cái thùng này, hoặc là bạn có thêm một cái túi trên bình xăng, hoặc thêm một cái ba lô phía sau nữa, coi như là cỡ nào đi tới nái luôn được. Nái luôn. Không chở người ngồi sau thì còn thêm cái túi đây nữa nè, nếu mà muốn chở hết cái nhà đi luôn cũng được. Đó. Ok, thì ở đây mình có thấy thêm nữa là bạn Vũ có xài một cái nón mà cái hiệu cũng hơi lạ, hồi nãy mình cũng nói rồi đó ha, đó là cái hiệu Kalim, thì Vũ có chia sẻ cái nón của Vũ không? Cái hiệu Kalim này á là nó gọi là nổi tiếng nhất trong cái đồ của dòng Adventure nè, gọi là giống như người ta gọi là đồ high performance vậy đó. Nó sản xuất nào là nón, quần áo nè, giày dép nè, bao tay luôn nè. Nó nói chung là cái đỉnh của cái dòng Adventure là cái thương hiệu Kalim này nè. Mà anh em chơi lâu rồi thì sẽ biết cái thương hiệu này nhiều lắm. Đẹp đó. Thấy bộ rất đẹp nè. Như ví dụ như cái nón này là cái dòng Cryos Pro nè. Đó, nó là full carbon luôn. Và nó rất là nhẹ. Đó. Mà anh thấy gì không? Ông ADV hay khó những cái mũ như này nè. Nhìn nó cái này là cái lưỡi chai á. Thứ nhất là nó có tác dụng như thế này nè. Đi á, mà đi buổi sáng hoặc gì anh mình nó buổi trưa nó cạn bớt mấy cái nắng xiên vô mặt mình khó chịu ha. Rồi tiếp theo là nếu mà mình đi off-road á sẽ có những cái nhành cây. Không có cái này cản thì nó sẽ đúng rồi. Đập thẳng đúng vô rồi. Trong cái kiến của mình nó dễ chạy hoặc là nó dễ bị hư đó. Rồi con cái nữa là mình muốn chia sẻ thêm á là với những cái nón mà nhìn riêng cho những dòng ADV á thì ngoài những cái thiết kế mà gọi là cái đồng học ra nó ngầu ra thì mình thấy là cái nón này lợi hại hơn so những dòng nón 1/4 á. Thứ nhất gì, nó có chỗ gắn gọi là gắn những cái action cam, bạn như là bạn này đang xài con Hero 8 của GoPro nè. Đó thì bạn thấy những dòng 1/4 thì đâu có cái chỗ cái cầm con gắn đâu, cho nó bất tiện ha. Thứ hai nữa là cái khu vực nón bên hông thì bạn có thể có được cái khoảng để bạn gắn được bộ đàm, như là bạn Vũ đang xài con Kado Black đúng không ta? Đúng rồi, mới nhất của Kado luôn. Đúng rồi, bạn nào mà đã có chơi mô tô thì biết là Kado là một cái dòng bộ đàm mà dành cho phân mô tô á, rất là xịn sò ha, rất là ngầu. Thấy không, nhìn khi mình gọi là cũng gắn một cho nón rồi á thì nhìn nó cũng sẽ chất chơi người chơi hơn rất là nhiều, rất là ngầu ha. Thì ở đây thì bạn có thể mình quay được những cái hành trình đó, những khoảnh khắc hay trên đường đi. Còn cái này thì mình sẽ liên lạc với lại bạn bè khi mình đi tour á, mình đỡ bị buồn ngủ hơn, nó sẽ hay hơn, nó sẽ vui hơn rất nhiều. Hoặc là có những cái gọi là sự cố gì trước mắt á thì mình thông báo cho nhau, nó sẽ an toàn hơn so với việc là mình phải tấp vô lề mất điện thoại ra, nó rất là phiền. Đó là cái điểm hay của những cái nón dành cho dân dòng ADV như thế này, đặc biệt là full face nha. Full face thì mới làm những cái chuyện này. Giống như là mình đầu tư được con xe này cũng đâu rẻ đâu. Vô rồi. Full đồ nhiều khi cũng phải đập thùng. Bây giờ vô full đồ cũng nhiều khi là 900 triệu rồi. Thì mình đầu tư mấy này cho an toàn cho bản thân mình, với đi cũng phục vụ niềm vui của mình. Mình nghĩ các bạn đã mua được một chiếc mô tô như thế này rồi, thì cái việc mà bạn sắm thêm một đầu tư một khoản nữa thôi, mình sắm thêm mình trang bị tận răng á, thì mình vừa nó sẽ vui vẻ hơn,
an toàn hơn rất nhiều ha, và cái trải nghiệm mình trên những cung đường á cũng sẽ tuyệt vời hơn, đúng không? Mình nghĩ bây giờ mà mua cái xe mà nó trần trụi không trả cái gì hết bằng cái đường, tất nhiên thì đi cũng được đó, nhưng mà nó sẽ không có được đã, hoặc là nó cũng sẽ không được an toàn cho lắm so với việc một cái xe mà được gắn full độ như thế này. Đã hơn rất là nhiều ha. Rồi ở đây mình có thấy thêm là bạn Vũ có gắn một cái đồ bảo hộ tay lái nè. Đúng rồi, bảo vệ tay lái, tay côn. Cái zin của nó thì nhìn nó xấu, với nó yếu yếu làm sao á. Thì em chọn là em thích á. Cái đồ bảo vệ này là thích của Touratech. Thứ nhất là nó làm nó cứng cáp nè. Với đổ xuống thì cái nhựa này là nhựa dẻo. Đa số của Touratech là làm nhựa này bằng nhựa dẻo. Đó, đổ xuống nó không gãy luôn. Giờ lấy búa đập nó cũng không gãy nữa, không bể nữa thiệt. Đó, mà nó cứng cáp và nhìn nó đẹp hơn. Đúng rồi. Đẹp hơn cái đồ zin. Đồ zin có, nhưng mà tháo ra cất rồi. Còn cái nữa, cái này là Vũ gắn luôn đúng không? Đúng rồi. Bạn, cái này hay nè các bạn, cái này là cái chỗ để mà gắn được cái điện thoại đúng không? Đúng rồi. Đây hay nè. Cái này á là cái giá đỡ điện thoại của Lubu, trung hạn với cái thùng luôn. Đây là cái to bằng ha. Lubu như chơi game á, Lubu nè là đó, Lubu đó. Rồi. Cái này nó hay lắm. Mình nó có ba kiểu, một là gắn ngay cái thanh ba GPS này, hai là gắn ngay ghi đông, có một loại gắn ngay ghi đông hoặc một loại gắn ngay chân kiến. Nhưng mà đối với dòng BM nó có cái thanh ba này thì mình tháo cái zin ra, cái mà để gắn navigator zin ra, gắn cái này vô. Cái này thì có chống rung và có sạc không dây luôn. Nói chung là ở Việt Nam mình á xài mấy cái navigator xấu á, đi bản đồ nó không có rồi. Nó không có sử dụng được. Rồi. Rất là hạn chế thì mình xài Google Maps gắn lên đây. Đây là một cái điểm nữa mình muốn lưu ý là nếu bạn nào mà muốn gắn điện thoại để mà làm một cái bản đồ hoặc là mình check thông báo á, thì bạn nên đầu tư những cái như thế này. Đặc biệt là nó phải có hỗ trợ về vấn đề là chống rung nha. Bởi vì những điện thoại á, mà không có những cái, xài những cái bát nào mà không chống rung á, khi bạn xài bật camera lên hay bạn xài những cái gì liên quan tới camera á, thì cái phần chống rung điện thoại nó sẽ bị hư. Thì khi bạn mở lên á, thì nó sẽ bị rung. Đó là điểm bạn cần phải lưu ý nha. Rất là nhiều người họ không biết là họ gắn vào là rốt cuộc là điện thoại mình bị hư, cái phần camera nó cứ rung rung rồi bạn, rất khó chịu. Cho nên là bạn cần phải có những cái này. Đó thì đó là điểm sơ qua một chút xíu về những cái món đồ chơi mà mình đã có chia sẻ, như là gắn trên nón ha, hay gắn trên xe. Rồi bây giờ tới một cái phần quan trọng nữa vậy, đó là giáp. Đó. Giáp là cái phần rất quan trọng nha. Đây giáp. Rồi, đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ anh Vũ giới thiệu một chút số những cái mẫu giáp mà đang có ở shop như thế nào ha. Rồi anh thấy thích bộ nào? Thì anh mà có BM rồi đó thì giờ anh sẽ anh chọn cái combo cho nó tông sạc tông ha. Ok. Rồi đây là cái bộ giáp chính hãng của BM Dup nữa các bạn. Đúng rồi. Đẹp ha. Rất là nhiều ngăn. Thì bây giờ lý do sao nó mắc nè. Thứ nhất á, cái giáp của dòng Adventure, thứ nhất là chức năng bảo hộ. Nó còn phải thoải mái. Đúng. Và người mặc vô không cảm thấy nóng đực, cũng không cảm thấy gọi là bị khó chịu như là giáp da. Anh biết cái giáp sport là mình mang vô á, giáp da là nóng nặng và nó khóa cái người mình. Còn những cái dòng xe này là để mình đi tour tốc độ vừa phải, và để đi trải nghiệm thì phải cần sự thoải mái. Giáp touring mà dòng giáp touring adventure mà dòng càng cao cấp á thì nó càng đem lại sự thoải mái cho mình. Và bảo hộ nữa, ngoài chức năng bảo hộ còn phải thoải mái nữa. Đó, ví dụ như là cái giáp BM này đi ha. Giáp BM này là nó là cái thế hệ là dòng này là gần như là mới nhất hiện tại rồi. BM Dup Rally. Nó tên là BM Dup Rally. Đó, nó có nguyên bộ là cả áo cả quần như thế này nè. Đó. Anh biết không? Giáp này á nó chống nước luôn, trời mưa khỏi mặc áo mưa. Đây. Okay. Cái lớp chống nước đó là cái lớp này nè. Đó, chống khỏi là cái lớp đó. Đây. Tức là ở bên trong nó có một cái lớp áo phụ để chống nước. Cái lớp chống nước này á, cái BM thế hệ mới thì nó thiết kế có thể mặc được ở trong, mặc ở ngoài cái áo này luôn cũng được. Còn hồi xưa là chỉ mặc ở trong thôi. Có nghĩa là như thế này, nếu mà mình đi trời nóng á, đó, ví dụ như là đi trời nóng đi ha, là mình tháo cái lớp này ra, cất đi trong thùng. Rồi. Đó, có cái thùng là tiện lắm á. Còn nếu mà xài cái túi là phải mở túi ra lấy nó phức tạp. Thùng thì bỏ vô mở nắp thôi. Rồi, okay. Ok. Đó, thứ nhất là mở ra thì nó sẽ, mình mở mấy cái ven gió này ra nữa nè. Rất là nhiều ven. Đó, gió nó sẽ lùa vào đây, rất là mát. Đó, giáp da đâu có chức năng như thế này. Đúng rồi. Đó, ven ở đây gọi là ven ngực nè. Rồi một cái ven dài ở tay nữa nè, anh thấy không? Đó, rất là mát luôn. Đó. Bây giờ nói, tiền nào của đó là vậy các bạn. Đúng rồi, tiền nào của đó. Rồi cái giáp này là cái dòng này thì nó chống nước hai lớp. Đó. Còn có những cái dòng như chống nước một lớp.
ví dụ đi đây bộ trên mannequin này đây, rồi đây đây bộ này là bộ Revit Poseidon 2 ok chống nước Gore-Tex Gore-Tex đó, nó cao cấp hơn xíu nữa là có Gore-Tex Pro là nó mắc tiền hơn cái dòng này xíu. Gore-Tex là chống nước thuộc dạng đỉnh rồi đó, nhiều khi nó anh đi mưa mà Gore-Tex này mưa dông tầm 2-3 tiếng không ướt luôn rồi. Đó, và nó thiết kế cái Gore-Tex này nó giúp mình nó thoáng khí hơn, thông thoáng. Rồi anh thấy không, tại đây nó chừa những cái gọi là ven gió, cửa sổ gió nè, đó ở ngực nè, ở tay nè, đó. Lúc chạy thì những cái điểm này nó sẽ lấy gió vô, nó lưu thông trong người mình, rồi nó ra hai cái ven ở sau lưng nữa, giúp rất là mát. Có nghĩa là nó gọi là tiện lợi, ok, an toàn, thoải mái và tiện lợi. Nó phải kết hợp adventure mà, là mình thích cái sự sung sướng và tiện lợi rồi thì nó ngoài chức năng là an toàn nè, đúng không, rồi thoải mái thì nó phải tiện lợi cho mình nữa. Đó, bạn thấy không, đây là cái bộ Revit Poseidon 2 cả áo với quần là nó khoảng 36 triệu, ok. Đó, người ta cứ tưởng là giáp vải nó rẻ, nhưng mà thật ra đồ adventure là nó không có rẻ. Đó, còn như em nè, em mang cái bộ là áo với quần là cây lim luôn. À, cây lim đây, cây lim đây. Như em cũng mang cây lim, đó, nó cũng có rất là nhiều ven gió, một ven nè, hai ven nè, đó, ở tay nữa nè. Đó, cái bộ này của em là cũng chống nước Gore-Tex giống thằng này, nó cũng ngang ngang cấp với nhau đó. Đó, nguyên bộ này là cũng khoảng 30 đó. Đó, cái dòng này là dòng kết bắt của nó, nó là dòng tầm trung. Thì mắc tiền hơn thì nó có là Badland Pro với Kodiak nữa. Nhưng mà mấy cái đó bữa giờ em bán khách hết rồi, thì hàng nó đang về. Thì bây giờ là nếu mà đồ bổ hộ á, thì em phân phối chính đó là thương hiệu K-Lim, K-Lim với Revit. Đó, hai thương hiệu đó, đọc theo tiếng Việt là K-Lim với Revit đó, ở Việt Nam. Đó, hai thương hiệu này thì nổi tiếng. Ngoài ra có thể chọn những cái dòng mà ngon bổ rẻ của Anbai. Anh Bay á, nói về đồ adventure là nó cũng ngon bổ rẻ lắm á nha. Bữa trước là có mấy bộ đây mà những anh mà thích ngon bổ rẻ thì mấy ảnh sang mua hết rồi. Anh Bay như có Undead version 3 nè, Undead version 2 nè, đó là những cái dòng ngon bổ rẻ, giá của nó khoảng là 13 triệu thôi, 12-13 triệu thôi. Đó, các bạn thấy không, đó là cuộc chơi nào nó cũng lắm công phu các bạn. Đúng. Cho là đặt những lớn sân vô của con đường chơi mô tô, chơi dòng ADV hay là touring rồi đó thì gần như là bắt buộc bạn sẽ phải đầu tư như thế này thì nó mới giúp bạn thỏa mãn được cái đam mê của mình mà nó an toàn nữa. Đúng rồi. Đó, rất là nhiều thứ ha, giáp, đồ chơi, các kiểu. Nón á, nón mà mình đi dòng adventure thì có thể là mang dual sport. Cái này, như dòng này gọi là dual sport nè. Đó, còn cái dòng này là full face lật cầm. Nó thì thiên về touring hơn, là thiên về đường trường á. Okay. Nó là dòng này là đỉnh của Subaru bây giờ, nó là đỉnh trong dòng touring đó. Con này là Subaru C4 Pro Carbon. Đó, hai kính lật cầm Carbon. Anh thấy nó bự vậy nha, anh thử cầm lên kìa. Coi coi, cầm lên kìa, thấy sướng không? Ủa, nó nhẹ lắm. Nó nhẹ. Là nhẹ cực kỳ. Thấy không? Rồi, nói rồi. Mình nói á, trên cái người mình á, cái gì sửa cũng được trơn á, chỉ có cái đầu sửa cũng được thôi. Cho nên là bạn nên kiếm những cái nón xịn như này nè để mình đảm bảo cho cái mạng của mình đó ha. Chứ mình thấy nhiều bạn còn kiểu là mình chơi hơi dạng chơi nửa mùa á, các bạn mà đầu tư quá trời luôn mà đọt cái nón gì ba cái nón gì mà không, mình không thể nói tên đi, nó hơi đụng chạm ha, nhưng mà đại khái là nó không có hợp hoặc là nó không được an toàn cho cái đầu của mình. Cho nên là các bạn á nên đầu tư những cái nón cao cấp để mà đảm bảo cho cái đầu của mình được an toàn. Chính xác. Là vậy. Rồi á, giáp á, anh biết á, mang áo này á, cái giáp này á, nó option nó có sẵn á, là chỉ bảo vệ cùi chỏ với vai thôi. Còn mà option mà giáp lưng với giáp ngực là mình phải mua thêm. Đó, nhét vào. Chứ người ta tưởng mang cái áo vậy là được bảo vệ rồi, không có đâu. Đây là lưu ý cho bạn nha, là mua giáp là một chuyện, nhưng mà quan trọng là bạn phải mua thêm những cái option. Giáp ngực và giáp lưng. Thật ra người mình có vị trí là ngực và lưng rất là quan trọng. Đó, thật ra cái áo á mà hai chỗ bảo vệ quan trọng nhất đó là ngực với lưng là phải có. Đó, như cái dòng này á là Revit San 4 nè. Đó, San 4 là mới nhất của dòng San bây giờ nè. Còn kế bên là San 3 nè, San 3 và San 4 là em đều có hết. Đó, cái này cũng chống nước hai lớp giống như của BM. Đó. Rồi mình phải mua giáp nhét vào. Đó, giáp ngực, giáp lưng thì anh thấy cái kệ bên này nè,
Đó. Ồ, đó đây các bạn. Đó. Đây là cái khu vực mà mình có thể mình mua giáp mình bỏ thêm vô nè. Đây ha. Giáp lưng. À, giáp lưng. Rồi giáp ngực. Đó, giáp ngực bên đây. Đúng. Cái loại này là nhét vào áo quần. Ờ. Nhét vào trong, còn có cái này là giáp ngực với giáp lưng nè, đeo rời ở ngoài. Đó, cái này là lưng, cái này là ngực, nó đính thành một khối rồi mình mang vô. Ở trong thùng em có một bộ em xài cái loại này. Anh có muốn coi thử nó đính vô như thế nào? Mình đã làm một cái clip mình cho bạn chia sẻ rồi ha, thì mình cứ làm cho nó kỹ kỹ chút xíu. Thì clip có thể hơi dài ha, nhưng mình chủ yếu là mình muốn chia sẻ cho bạn kỹ hơn về cái việc mà mình chơi cái bộ môn mà ADV và Touring nó như thế nào ha, cũng như là mình sắm những cái đồ chơi phụ tùng sao cho nó hợp lý và nó tối ưu nhất. Đấy, đây giờ em mang vô nè. Cái giáp ngực lưng với giáp ngực này là em thích mang chỗ này. Chứ em không thích nhét vô trong áo. Rồi ok. Đó, nó đính lại thành một khối luôn. Ồ. Đó, anh thấy không? Là cái là mình sẽ mặc như vậy. Đúng rồi. Đó. Ok. Đây là phía trước nè. Rồi cái này là nó có tăng giảm theo cái size của cơ thể mình nè. Rồi ok. Xước lại hai bên mình gờ vô nó cũng có vẻ như là nó hơi nó bình thường nhưng mà bảo ẩm ok nhỉ. Đúng, cái này là cái chất liệu nó phải hấp thụ lực. Ừ. Nó không cứng quá thì nó sẽ truyền thẳng lực vào cho người mình. Cái này nó phải có hấp thụ rồi, lực. Rồi em mặc như vậy rồi sao nữa? Đó, mặc vậy nè. Rồi là em chạy xe thôi. Không, mặc vậy xong. Đó. Ồ. Để khoác cái áo này vô. Ví dụ như em cái áo thôi, còn cái quần thì nó full giáp ở trong sẵn hết rồi. À. Cái giáp áo á thường là mình phải mua giáp ngực với giáp lưng nhét rồi, vô mà rồi, em rồi. Không thích xài giáp nhét đó, em thích là cho nó an toàn lên xíu nữa. À. Đó. Anh tức là mình hiểu là tức là thay vì mình mua những cái miếng bảo vệ mình nhét vô áo, bây giờ mình không nhét, mình sẽ mặc trực tiếp lên người. Đúng rồi. Sau đó mình mặc áo khoác thôi, mặc lên là xong. Đó, còn như mà những cái dòng mà cũng cái dòng thương hiệu Kalim mà cái dòng rồ á là nó có giáp ngực, giáp lưng, có cái đai tích hợp luôn. À. À, đó thì mắc tiền hơn xíu nữa. Đó, với con Adventure á cái thế ngồi nó là đã bảo vệ mình rồi. Ừ. Có sự cố gì cái xe nó cũng chịu được một phần, một phần thôi chứ đừng có tưởng là mua xe mắc tiền là nó sẽ bảo vệ mình hết, không có đâu anh. Tại vì ở Việt Nam mình là đâu phải đường nó đẹp như ở bên nước ngoài. Việt Nam mình nào là chó gà nè ha, rồi đang chạy cái gặp cát nè ha, có những vị thần thấy băng nghe qua đường. Đúng rồi, mọi sự cố đều diễn ra cho nên là phải bảo vệ mình. Đó, thấy đàn không đi mô tô là mặc giáp vô là như thế đi đẹp trai hơn 6-9 lần rồi thấy không, chứ đi chơi xa mà mặc mấy áo khoác nó thường thường bạn thì thật ra nó không an toàn đâu. Đó, rõ ràng ha. Đó. Thấy gì á, anh biết cái gì quan trọng nữa không? Đâu, cái gì quan trọng nữa? Đôi giày. Đúng rồi, giày. Đôi giày là nó bảo vệ cái cổ chân của mình, chỉ cái mắt cá chân luôn. Đi chơi mà mang giày này là xác định nhớ bạn ha. Là thua nha. Là rồi. Thua đó. Puma. Đây. Ồ, rồi. Giày. Dòng này là dòng Puma Adventure. Ừ. Nó tên là Puma Adventure Low Boot là cổ lửng. Nó có những cái gọi là thiết kế như thế nào hoặc là này nó thiết kế bằng cách là đó khóa này mình mang vô rất là dễ luôn anh thấy không? À. Mang vô xong rồi đóng lại cũng rất là nhanh luôn. Này, đó. Không? Chống nước chứ. À, chống nước luôn đã hả? Chơi Adventure á là mình sẽ xài những cái gì gọi là high performance. Ồ. Nó là nó tiện lợi bảo vệ tiện nè, có chức năng bảo vệ tiện lợi và phải thoải mái đó. Cái dòng này thì nó tầm trung thôi, một đôi này nó khoảng 5.8 triệu, 6 triệu thôi. Dòng tốt nhất á đi mô tô thì mình phải mang cái cổ lửng trở lên. Còn cổ thấp thì nó hơi dưới này nè, lỡ có sự cố gì mà đổ xe, có nhiều khi xe đè mình bị xoay cái khớp chân liền. Rồi đó, nói chung là xưa giờ em chơi cái dòng này cũng phải cỡ 5-6 năm rồi. Đó. Yeah. Phải cỡ 6 năm rồi đó, cho nên mình rút được nhiều kinh nghiệm. Rồi mình thấy những người khác người ta vậy cho nên mình chơi rồi mình đúc rút kinh nghiệm từ từ. Đó, cái giày chống nước bảo vệ tốt. Trong này nó có những cái bảo vệ mắt cá chân nè, chống xoay đồ trong cái giày nè. Rồi ở đây nó còn cứng ngắc nè anh thấy không? Lỡ có đá bắn vô nó cũng không bị sao, hoặc là đi mà mình lỡ sút vô cái gì cũng không sao nữa. Đó. Dòng này là dòng cổ lửng. Không phải là sao nó mắc còn ha, nó phải lý do hết. Hoặc là đấy CD đó. À, cái dòng này thì nó cao cấp hơn cái dòng đó. À, đây để em cầm lên cho anh thấy không nè. CD ha. Cái hãng này mình mới nghe lần đầu bạn, hơi lạ tai ha. Anh thấy không, nhìn hai cái nè. Nhìn CD nó trau chuốt hơn. Đó,
Nói chung là hai cái này là cũng cùng cùng cái dòng luôn á. Đó, anh thấy cái chiều cao cổ bằng nhau nhưng mà CD nó cao cấp hơn. Cái dòng này nó rơi vào khoảng tầm là 7,5 triệu. Đó, 7. Giá thì có niêm yết hết trên web rồi, em thì không nhớ giá chính xác nhiều quá. Ờ ha, dài mà đi xe ADV nó cũng khác với dài thường các bạn thấy không? Là nhìn nó ngầu lòi ra luôn á, nhìn đã. Đó, cái dòng này là thiên về đi hỗn hợp. Nó thiên về đi off-road đồ vừa là ok. Còn những cái dòng này là dòng touring nè, anh thấy nó thiết kế không? Đơn giản hơn ha. Đơn giản hơn. Nó thiên về đi đường trường nhiều hơn đó. Đó, anh thấy nó khác không? Cái này cũng là cổ lửng thôi, hơi cao hơn cái kia một xíu. Đó, cái này là của chính hãng của BMW. Chính hãng BMW. Đó, sơ vậy thôi. Rồi. Hoặc là giày Kalim nè. Đó. Kalim cũng có giày, anh thấy cầm lên nhẹ hửng à? Thấy nó đồ hầm hố không? Mà nhẹ không? Nhẹ thiệt. Đó. Đây nè, như heo à. Đúng không? Mình không phải hợp lý nha. Dòng này cũng chống nước, đa số giày em bán là chống nước hết. Đó. Ok. Rồi có những cái giày sneaker để đi trong phố cũng. Đó, anh thấy không? Ok, đây bạn, đây những cái mẫu giày đi phố nè bạn ha. Nó sẽ gọn hơn, cái gỗ sẽ ngắn hơn, nó thoải mái hơn chút xíu. Đấy. Hoặc là những cái tour gần thôi. Đi tour gần, ok. Đó. Rồi, ok ha. Thì coi như đây là một cái video mình muốn gọi là chia sẻ nó. Gọi là mình dùng từ gọi là hơi chi tiết nha, chứ gọi là thực sự là còn rất nhiều cái mình muốn nói nhưng mà tại vì nó sẽ hơi dài. Đó, cho nên là mình muốn dùng clip này để mình lan tỏa cái việc đó là những bạn nào mà đã, đang và muốn lấn sân vào cái mảng chơi mô tô phân khối lớn và những dòng xe ADV và những dòng xe touring á, thì mình nghĩ là cái địa điểm mà ADV Gear là sẽ là một cái địa điểm mà bạn nên đến để mà trải nghiệm thử. Thì bạn đến đây là bạn sẽ được tư vấn rất là nhiều những cái phụ kiện phụ tùng từ trên người mình cho đến trên xe để mình gắn, mình trang bị cho mình đi những cung đường xa nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Nhưng thấy là từ nón nè, giáp nè, giày nè, bao tay nè, hay là những đồ chơi trên xe. Đó, gắn vô là không chỉ là nó an toàn mà làm cho cái xe mình nó lại tăng thêm phần giá trị mà nó lại nhìn nó rất là ngầu ha, đi đường nó cũng sẽ người ta sẽ chú ý nhiều hơn, nó sẽ đẹp hơn, mình lại đẹp trai hơn nữa. Đó, quá tuyệt vời. Đấy. Và bạn nào có kiến gì về cái link cái shop này á thì bạn có thể comment bên dưới video ha, và cái link mà shop á thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả để cho bạn xem. Còn nếu như mà có những cái câu hỏi khác á, thì mình sẽ chia sẻ bạn nhiều hơn về những cái nội dung liên quan về ADV và touring trong sắp tới. Rồi, chào bạn.